Chào tất cả các bạn nha. Là một cây đào. Cái đào đang ra lá non, chuẩn bị ra lộc đấy các bạn. Có chút mưa này là sẽ ra lộc non. Chanh. Chanh thay lá. Kiên này bé ơi, Kiên, đừng có đổ lên giường chơi, trải cái tấm hết lên mà chơi. Chân cẳng lội lên nước chuyển chuyển lại mà cắt cam như hai đứa ăn nào. Mấy cam đây, ăn cam đi, biết được chơi đi, đi ăn cam đi, được chơi đi. Cái sữa cam nó uống ngon gì. Sữa cam ấy cũng là sữa chua mà. Ăn cam rồi. Ăn cam không? Lúc uống sữa rồi. Uống sữa rồi bà đứa cam. Cam mô có cắt mô mà ăn? Có. Hả? Cam không cần cắt. Ừ, cái sữa nữa. Sữa là cam. Cam. Cam là cam rồi. Cam. Bánh à? Ui, nhìn mẹ như bảo. Bánh ngon này. Nhìn mẹ như bảo. Bánh ngon này. Nhìn mẹ mặc áo nước miếng. Mẹ
để anh đem xuống như nào. Không, người gửi như để em quán đem xuống. Không phải. Bé em quán đem xuống tô màu lên chí. Khi này xong gọn ạ. Để gọn bút lại, đánh ghế vô. Đỡ bệnh nha. Đừng có đổ nước vào nó bẩn con. Chơi không được đổ nước. Mẹ không cho đổ đâu. Biết gì đấy, bé có không biết gì đấy. Con có không biết chia đâu. Bé không xin nghĩ, bé biết lâu đài. Con không biết chia đâu. Lâu đài á. Con biết chia đâu. Đấy. Chân nhỏ mồm cho em ngủ thêm. Súng bánh chim cũng ba. Khỏe đó mày ơi. Bỏ cái hộp đó ra. Để múc vô nào. Múc này vô.
Kiên qua mua lúc mấy giờ? Mua lúc mấy giờ? 8 giờ trong... Lúc mưa thì cũng mua à? 9 giờ. Mua trong phòng. Mua trong phòng thư viện. Ừ. Còn đông người dưới cô không? Mấy bốn hầm hay là dạ. Đông lắm. Thầy cô giáo à? Đông lắm à? Đông nghịch. Phải đó. Lớp quân không được cái giải chi? Lớp 1 được giải nhất à? Lớp 1 được giải 3. Lớp vọng hầm hay là cái gì? Lớp cô Hà này. Kim. Lớp cô Hà này. Nhưng mà lớp 2 mấy lớp? Lớp 1 của múa hay là? Lớp mỗi lớp một tiết mục. Ừ. Lớp 2 không có lớp 1 được giải. Không. Ừ. Nhất là lớp 5 là nhì lớp mấy? Kim. Dạ. Nhì lớp mấy? Này đó. Lớp 3 đó. Đấy, đấy 3 lại lớp 1 được. Đấy, lớp 1 siêu nhỉ. Lớp cô Hà. Bé ạ, chọn cái chế độ hầm hay chọn cái gì? Bởi giá như thế kiểu úng nước để trên cây đẹp. Quả mù vàng lấy em chồng bác An lắm quả chứ. Một cây mấy chục quả xúng xích. Chúng ta chỉ làm việc ông lộ. Chúng ta chỉ làm việc ông lộ đi. Sáng hôm qua mình lấy cái mũ bảo hiểm. Bé chọn cái độ nào? Chọn cái độ này. Đây là cái bếp cuối trong phòng. Chó ra vô nhà quên đi đuổi chó ra đi. Chó gì à? Cường quá luôn.
Xích khi cu 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 Ok. Bạn cần nồi hả? Tôi có nồi cho bạn đây. Ở đây. Ở cái đít đi. Cái đít suốt ngày đắng. Đít đáy nó bím tay cho đi. Là một bím này luôn. Cái tấm của em mobile đem em tấm nào để trải cho em nằm đây nào, lấy vào đây. Ngoài đây là tấm hai, tấm hai nhũa lắm. Chứ tấm một tấm to nữa mốc tấm ba tấm bốn nữa mà. Tấm ba thôi, tấm hai. Món tấm hai mát mà, mát nhũa cũng thịt. Hơi gọi xuống xong. Chị ơi, Kiên, lại túi đây tìm cho em cái áo nữa. Ướt cái áo. Còn cứ lại lấy đi. Còn handsome. Tụi bên kia mới là thứ ác chứ. Đó. Mẹ ơi. Mẹ. Nước trong đây cái quần đi. Mẹ ơi mẹ. Cái nãy lúc khỏe múc cường ra đây này. Cái quần. Cái bút ra. Cái bút màu vàng lại trườn ra rất là ra. Áo cộng tay. Áo ngoài tay cơ mà. Áo cộng tay nước. Dài tay. Áo dài tay nóng lắm. Nóng nhưng mà em mới ngủ dậy. Coi có còn cái nào không? Không. Lấy cái xanh xanh nữa. Nga bị phai màu. Bị cái màu khác phai vào. Cứ đi 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 qua đây này, đấy là bốn điện thoại này. Bà về, xe bà lại cút kít về rồi. Xe cút kít của bà. Thôi. Được chưa? Xe cút kít của bà về rồi. Xe cút kít. Xe cút kít, cút kít, cút kít. Và đêm chứ. Chính đang ốm à? Đây đây. Đấy chứ thế đang chống lại đi thôi mà nhỉ? Không lại thì đánh đẻ này, không đánh đẻ được. Lệch mất rồi. Khi á. Mình qua đi ăn đâu? Bố mua có tí cho con này. Này nằm chỗ rồi à? Cột lên mệt mệt cột tuột. Ông bị răng á? Để cột ốm già nữa mà. Để cột cái nó. Yếu lắm rồi à? Yêu, tại sao? Một
Em được ăn chi chưa? Mận vật trong đất vừa dạy rồi. Dạy xong vật cao bản trong đất nữa này. Lá tràn ra quần thì đang thay bụi đấy. 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 Tuống bú tuống ngang đi. Dù dậy cũng chưa chịu bú liền cái kiểu hơn đó. Cứ phải nhớ trước rồi. Giờ bữa nay khứa hôm qua rồi. Nhá mồm không thôi con nhú lên chân. Ngườm hấp kiểu đấy chứ có cái chi. Chả có triệu chứng gì cả. Chắc vừa đi cắt tóc. Chưa đi, chưa đạp em ơi. Chưa đạp. Chưa máy xuống hơi. Rắc ra rồi xuống hơi rắc vô. Chắc thùng xong rồi. Đi đường nữa thì chưa thùng xong. Đi đường Bến Tham này. Mô này không lái cho mô chứ. Hít đây chắc sợ múa hát. Dịp cũng phải đi trường mà. Được. Chắc cũng cứu tọa đam như người liên hoan rồi. Rồi chỗ cho vịt nha. Nó mới đến hồn. Nha. Bà đang ăn bà đút điểm nha. Nhìn đây nào. Nhìn đây bú một tí nào. Lấy nghịch này nghịch nước lá nha, không được lấy nước sôi thì nguội nước này mất công đổ đi chờ. Mà không được nghịch nước nữa. Rời xa nhau ngày mình yêu sao chẳng thể yêu. Người mình yêu sao chẳng thể yêu. Bố ơi bố. Bố ơi, bố ơi. Bố ơi, không, sách học đấy, không được đem ra nghịch. Thì anh vẽ ra cho mà tôi. Vẽ hình cái puppet chưa? Vâng, vẽ hình cái puppet chưa? Okay, in vô đó rồi tô ra ngoài nữa. Rồi mặc theo nó, mặc cái viền nữa.
Nem Anh ơi em biết không em biết không em em ơi em biết không em mới mua được hai cuốn truyện mà chưa đọc kia nhỉ? Đọc vội đi rồi đi. Vừa vô lớp cái cô Thu luôn. Chứ rằng không đọc trước đi. Vô lớp người ta đọc trước đi chứ. Coi có hay không? Cái chuyện đấy cũng coi hoạt hình rồi chi. Cô bé còn khăn đỏ cũng coi hoạt hình rồi đúng không? Với cái cứ ba con lợn, ba con heo nó cũng coi hoạt hình rồi. Bà chú heo quân đó, xây nhà, chắc cái kiểu xây nhà này. Ừ. Chuyện cũng hay, cũng đẹp ấy chứ. Không mua, vô mua quyển về cho bé đọc. Mùi chi thơm nhở. Nhà muốn nấu chi mà thơm nhở. Ừ. Nấu như kiểu nấu cháo. Cháo thơm. Cháo gốc. Thật chứ. Nấu như kiểu mùi nấu cháo thơm lắm. Củ cháo gớm thơm. Rồi chơi đi chơi bà ra chồng chơi cùng như nói mùa. Ở mùa đẹp chẳng mặt người mình mà lấy nôi cùng ra đi. Ở đây nữa. Đây nữa. Không. Hết rồi. Rồi, lại bắt đầu đó. Để đứng xây ra. Vẽ anh thấy răng còn trống chỗ đây chứ răng nên biểu thiếu chứ răng. Nhưng mà trong đây thì khác. Thì khác kệ trong đứa vẽ ngoài đây đang còn chỗ thì vẽ thêm vô. Không hiểu cái gì. Đây nữa này. Đây nữa này. Đây vẽ đâu chứ. Như cái gì bấm bếp bếp. Cái này khuốc vẽ lắm nhỉ. Chả có gì cứ thiếu khuốc vẽ. Tưởng việc in vừa đất rồi mà vẽ thôi mà khuốc vẽ. Nè bé này lại một tô đi. Coi coi bấm bếp nè. Anh sẽ lấy vỡ vẽ của bé. Lại một vỡ bếp nữa. Cái này là cái chi? Cái này là cái tên lửa à? Không phải. Chia
Chị phải ô tô. Ô tô chị mà những 3 lần bánh đi. Ô tô chỉ có 2 lần bánh thôi chứ. Cái này như kiểu cái tàu à, cái phi thuyền cái phóng lên đấy, cái tên lửa này. Ơ nắng. In vô một vé. Giữ lại gì rồi, đưa vé đi. Chân mẹ mày. Đưa. Chi một khúc. Thì việc mạc thiêu hết mà đừng khúc. Lấy cái đi mà mặc nè. Dễ hơn nè. Trơn hơn. Mẹ mặc hậu quân nè. Con không biết mà. Con không biết mặc đâu. Con không biết mặc. Buồn ngày mới đâu. Con chưa mở nhau. Từ từ mở nhau. Mình gì? Mình đến coi từ, từ, từ 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 chưa xong. Mình làm chặt ra rồi. Cái gì đó? Con nào? Màu lên trời khua vậy đó. Đó. Đó thế đi. Đó. Trời vẽ phải vẽ cả cái nước lửa. Cái gì? Thì vẽ đi. Vẽ mấy cái đường thẳng là được chứ gì? Coi là chia thành mấy đoạn. Chia thành mấy đoạn thẳng. Để chia đi. Mưa ơi mưa đừng rơi. Bố mẹ. Mà đang khóc bọn chơi không chịu bút. Ngoáy ra. Chờ đi mẹ bố dưới chợ ô cám ạ. Sau chưa hay là đến sau. Mẹ lên đi chưa? Mẹ đi đi mua đi đi. Tao lạc lắm rồi không? Đó rồi nghỉ nghỉ mà ra đi. Mẹ ơi, bà ơi, mẹ hím ơi, hím ơi, hím ơi, bé hím ơi, hím ơi, xấu cũng được, tô vừa là đẹp. Quay xí cô âm xí cô mưa ơi xin đừng rơi. Yeah.
Giống như sô cô la. Sao mẹ biết? Mẹ biết thì mẹ nói khuôn nữa thôi. Mẹ đã từng ăn chưa? Chưa. Đây. Nó là mẹ muốn nói. Ừ. Thì mẹ biết nữa thôi chứ mẹ chưa được ăn. Chạy đó mà chơi với bọn. Là chữ bờ nè nè. Nhiều cái tô nhiều. Trời, người ta làm ra thì mẹ mua đấy, chỉ có đưa thôi. Mua người ta làm ra thì phải thắc mắc chứ. Nutella. Mẹ. Dạ. Ok, đẹp. Quá đẹp luôn. Anh Kinh không có đẹp đâu. Anh Kinh không biết tô đẹp giống em đâu. Ok. Đây này, coi con trâu. Thế mà bảo tôi đây. Thì cứ
à, tên lửa đang bay lên nên lửa đang phụt hết ra ngoài. Đẹp bằng của em đâu. Không đẹp bằng của em đâu. Anh nghịch chỉ có thước thôi mà. Phá hết đi. Thôi rồi rách rồi thôi. Bố lại đây. Ai chơi được với anh nữa mà chơi cắt xẹt. Kiên. Gãy lưng chơi chứ. Ngã là vờ để thành ngã thật đó. Bà kêu kinh đề. Kinh đề bà kêu chứ nè.
mới đi một mình nhanh nhanh. Chở em theo mình chi chứ lâu đâu. Sang nữa bố bà nhổ cho bà cháu xin tí rau mùi. Xì hát thì đi, sang được. Quay lại. Cái bánh nhổ nó mới đi lên bể đi, cái bánh nhổ đi chờ. Thì lấy xe bà đi, đi lấy xe bà. Đi từ từ đó. Sao em xa rời vòng tay, lật lên chưa? Chị ơi, lại đây mà chơi với em tí này. Chị đây, em đang nằm không đây này. Em đang nằm ngoan nãy giờ đây này. Chị này, chị Hương này. Nắn chân cho em đi. Nắn cái chân. Nắn chân. Tập thể dục, tập thể dục. Nắn chân, nắn chân. Nắn cái chân nhấn dài. Dài. Thắng. Tập thể dục. 1 2 1 2 1 2. Đang sôi rồi. Pitchy. Dạ. Chị gì đấy? Đâu? Đây á? Chị gì ai đấy? Số 1 à? Số 1. Này. 5, 2, 3. Này con đến con mẹ nghe nha.
quạt trên giường đi. Đeo lên tắt đi cái. Đang chơi thì chơi, không có chơi nữa phải tắt đi nữa. Thì 5 phút nữa này. Này đoạn tay được hai mấy phút. Thêm 5 phút nữa. Đoạn cắt ra rồi. Nó bị ngắt ra đấy. Đoạn trước mới còn đứa đoạn đi đoạn sau.
Xin chào tất cả các bạn nha. Giờ đang là buổi chiều. Buổi chiều rồi. Xin chào. Mới vừa sáng nay gặp các bạn, bây giờ ta lại xa, gặp nhau vào một buổi chiều nắng và gió. Sáng nay mây mưa đó mà giờ nắng. Trời lại quang nắng rồi. Thế thì gội cái đầu này như dấu rồi. Tóc quân đang lên, mọc lóng trống. Rộng mãi, nay mới đang lên tóc quân. Lúng trúng. Cháy không? Sẽ ra vườn chết mắt nhờ gió mắt. Đây sẽ đi ngủ chết mắt chiều gió mắt. Cây một cái lá vào đây cho nó sạch chân, chân quay bẩn, quả đậu già, đậu mưa mà đổ hết cả, nó nghiêng nó ngửa. Đây có cái chanh. Mấy cái chanh. Mình có già nên mình lấy hạt. Mình lấy hạt để vãi này. Mình lúc xây đường leo lên ngọn ha. Với vùng chuối dài. Vùng chuối dài này có phải chặt đỡ lá. Chặt đỡ lá cho đỡ bị đổ. Gió là nó đổ. Sáng nay trời mưa. Mưa từ đêm qua sáng nay mưa rất là to và dài. Mây đen.
Mấy đêm xám xịt trời đi. Cả buổi sáng trời đen xì xì đi. Không có một chút nắng nào. Mà chiều thì lại nắng. Chiều nắng gió. Nắng gió. Rất là mát. Nghe thấy tiếng gió. Tiếng gió đang lay lá cây. Trong vườn có một cây na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na ăn là vất hạt ở đây, nó lên một dãy. Dãy cây nó dại. Ăn vất hạt nó lên cây. Lên một hàng luôn. Bên này một hàng, bên kia một hàng. Rất là nhiều cây. Mọc sát nhau nên không to cây được. Cây mọc sát thân sát. Đây có cái quả già mà nó tách hết hạt rồi đó. Quả già đây mà tách hết, rơi hết hạt rồi. Khô rơi hết hạt đi rồi. Nhìn thấy cái hạt thì hôm sau thì vãi. Hôm sau vãi cho nó lên. Chuối chặt qua có cái bùng chuối bị đổ, bùng chuối to nặng quá nên đổ, phải chặt vào. May mà cũng to quá mà già quá, giấm cũng chín, giấm chín là cũng ăn. Mèo mèo. Mấy con mèo lâu lắm nay không thấy về ăn nữa, chả biết đã mất hay còn.
những con mèo vàng. Bắt đầu mấy con mèo rồi con. Cây này bỏ hạt xuống chân lên cây. Hạt còn cây để nước mưa vào nó hư hết đi rồi. Cái đậu đây là cây đậu mốc hết rồi, mốc bị mủn hết rồi. Hư hết đi rồi này, cái vạt này đang bị nước mưa vào rồi bị mốc hết kìa, bị mốc hư hết hạt rồi đấy. Đi lên mộng được này. Vãi ít ra lên cây. tàu lên khắp vườn. Đây đang là mùa thu, một buổi chiều mùa thu, có nắng, có gió, có chút nắng, có chút gió. Mấy hôm nay thì nó âm u, nó mưa cơ, nhưng mà hôm nay thì có chút nắng và có chút gió này. Trời đã hửng sáng rồi, không biết là còn mưa nữa không. Quả đậu già mà để nó bị nước vào nó hư hết đi rồi. Không biết là còn dùng được không đây. Vãi nó có lên được nữa không đây. Cái trắng nó đã bị đen đi rồi. Nó hư mất cái hạt rồi. Đây là hạt đậu. Cái nó có khô, như là quả đã bị khô, già rồi để cho nó khô đi này. Như này là già để cho già ở trên cây và nó khô đi, để làm hạt giống. Giống như mà nó bị nước mưa vào, nó bị ngâm nước lâu rồi, sợ nó bị hư mất cái hạt rồi. Bây giờ cái hạt của nó có bị hư không, hạt có còn gieo được không kìa. Sợ
hư hết cái hạt đi rồi. Không còn gieo cây được nữa. Không còn lên cây được nữa hay không đây. Hạt tâm mình trắng này chắc là chưa bị hư. Nhiều quá già. Đây quá già. Già rất là nhiều. Một chỗ xinh. Nó hoại mùa mà. Đây đầy rồi. Thank you.
Thì đúng 70 khối. Không được mở tiếng lên đâu Kiên nhá. Kiên. Kiên. Tắt tiếng đi. Hả? Tắt tiếng chưa? Không. Được. Không, không chứ ta. Ai biết là chi? Ai ngồi côi mà biết? Dẫn cho con ra ngoài chơi thôi. Dạ. Ê, vừa ra vườn luôn đấy. Thôi vui chưa? Bố có thấy chi? Bố có thấy rắn không? Bố ra cái chi? Nhìn chứ ngủ. Bố cho ra chi cả chi? Chắc vừa bố xong hết. Rồi ra ngoài đi. Đi đi. Ra ngoài đi. Ra tìm chỗ mát mà. Tí tí nữa tao cho anh. Gió rồi kéo mây. Mây lại kéo ủn ủn. Mây ủn 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 ủn. Mây ủn ủn kéo về. Xin cân. Xin cân. Xin 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 xin. Sẽ đi làm sớm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sữa chua mẹ đang để ở đây kia này. Lấy mà ăn này. Sữa chua hộp đó. Không có nhà đam. Nhược chi không ăn. Sữa chua bữa mẹ mua cho em đó. Lấy mà ăn. Không thích à? Em biểu lấy sữa chua mà ăn. Chút cho riêng mình anh áo dài. Áo dài là áo dài. Áo dài là không áo dài. Trời trong xanh, mây xanh mây trắng. Gió, gió mát. Cái cây dừa ngoài đi được mấy buồng lắm quá nữa. Không biết là cái thằng đi lấy dừa vậy, bữa nay còn đi không? Thằng mà bữa dọn cây đó. Đến biểu dặn để dành dừa cho lấy đó. Đấy, hôm nay còn đi mua dừa. Mùa nên nó mà đi mua để chân lấy mà lấn dọn cây chứ. Không có dọn lại mới có. Dọn nó sạch sẽ. Có trái sạch sẽ cả. Cậu đang ngứa mà chưa cậu. Nửa tiếng nữa. Mới được nửa tiếng đi. Mới cần cô đi về trước thôi. Đối được 30 phút đây, mới có 30 phút thì phải 30 phút nữa chứ. Xong mẹ lại làm tiếp chứ mẹ có nghỉ không? Ừ, nghỉ cho mình coi tivi chắc. Thì bật nghe nhìn hình nữa thôi.
Với lúc mua mẹ xong được mỡ. Ôi tí rồi sớm học hay đi. Chơi. Cô còn chưa? Ừ. Đi rồi. Đạp theo. Cô tính. Đội bóng, đội bóng. Bóng cuối cô cặp đây nè. Kẻ ra chuẩn không? Đang ngủ thấy mẹ dạy, đứng dậy đi. Kẻ đó. Xe mù chỉ được. Đi gần lấy xe quân mà đi không tụt xích mồm luôn. Đi thẳng xe lên là không tụt xích. Chả biết nếu có tụt xích nên không thích đi. Xăng Bà Đạm hay Bà Lương kia đó mà chơi. Ngắt một lần. Hả? Cứ được 33 phút là ngắt. Lượng video, một video chỉ được cao nhất là 33 phút. Sang Bà Lương nhé. Bên Bà Lương ạ. Đạp nhanh thì kệ, đạp nhanh răng kịp được. Bên Bà Lương đấy. Bà Lương á? Ừ. Chắc. Một ở bên Bà Lương hoặc bên Ông Quang. Bố ông Quang ở nhà bà sang chơi với bạn chi? Sang Bà Đạm thôi. Sang Bà Đạm chưa? Thì con lấy nhà nữa, đi tìm lấy nhà nữa. Ba người, ba chân. Nhà bảy người, bảy cái chân. Mỗi người mỗi chân, đó. Chơi xong rồi, sách vỡ nó bay ra đây. You want to stay?
Nó cắt thì cho em bé ăn. Xin bé ăn quả thanh long. Có bánh gì? Ngày 26 à? Tháng đủ hay tháng thiếu không biết? Năm tháng này 29 hay 30? Tháng đủ hay 30 mà tháng thiếu hay 29? Hôm nay là 26. Dấm mấy nảy chuối mấy cái lượng. Chè xanh. Nước chè xanh cho chát. Hết tích nước. Nước chè xanh. Vàng xanh. Tí nước sôi. Đi đông quang á, mới mua. Đông quang chưa đó. Quân cầm về nhà đó. Hả? Cầm về. Ông chua chi? Nhà ông chua. Nhà ông củ quốc cây à? Con chưa biết cây nhà ông. Con không biết. Thôi để nó đi rồi sang nó chơi thì đi. Để ông xin nó. Để hè đó. Chớ để bật hè đó. Rồi đi đi. Một, hai, ba, bốn. Ba, bốn. Hai, hai, ba, bốn. Bấm. Bốn, bốn, bốn. Trái bưởi. Một trái bưởi. Cây thì mới nào, mới nào không biết. Cây vừa cắt xong. Thăm cái nồi thì khoảng là phải thăm
được chưa? Chở cái bếp, bếp cho được tí rồi nấu khác. Chị em bé quả chuối. Chuối mình ăn được. Tôi sẽ trưng lên chị em bé ăn. Trưng lên chị em bé. Đây sẽ là khoai lang và chuối.
cầm. Mình có một chút gì đỡ không? Ngủ ấm mồm mà lại phải rắc bộ về. Nhường cái lại hết 1 triệu. Giờ nắng gắt, quang mây, trời quang mây nắng gắt nhưng mà vẫn có gió rất mạnh, nhiều gió, mát, trời mát luôn, nắng nhưng mà có gió, chút gió đi. Đấy. Gió cây lá dừa đang đung đưa. Chị dạy rồi. Hello. Chị dạy à? Không muốn ăn.
em dạy chưa? Em dạy không? Buộc lại cái tóc. Đấy. Em có cựa không? Không ạ. Anh Kim dạy, anh Kim dạy lâu rồi. Anh Kim vừa đạp xe ngoài đường. Thì anh Kim về với anh Kim dẫn đạp với nhá. Không có đạp không hay anh Kim đèo? Không. Không đi á? Không thích đi à? Đạp xe cho mát. Không thích đi. Để anh thích đi thì anh cho Kim dẫn đi. Đạp xe từ nhà bà đạm nhà ông Quang ấy à? Không thích đi anh Kim à? Không thích đi chiều mát thì đi với mẹ với em nữa. Cô bỏ ghế đây. Ờ. Đó, em chưa dạy. Cần em dạy rồi đây. Sao lại? Dạy. Xè cái chỗ đó. Đấy, nó biết rồi đó. Công việc của mình. Để mày quay nước nha. Để xay nước nha. Để xay nước tí nha. 7 phút nữa thôi. Mình nấu một chút, 7 phút nữa là xong thôi. 7 phút nữa xong thôi. À, à, nó ngon chạy sớm lắm mình. Ngon chạy sớm lắm mình. Mới có 2 giờ 15 mà. Mò dậy chi. Mới ngủ có 2 tiếng à. Ngủ có 2 tiếng thôi. Bua 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 bua. Nóng nhỉ? Chị ngủ có bị nóng không? Không. Đấy, nằm quạt mát. Không. Nằm quạt mát không? Không. Mẹ xoay. Mẹ xoay quạt cho chị được chứ? Xoay quạt cho chị mát được chứ? Bua 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 bua. Bua 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 bua. Bua 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 bua. Tí 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 tí. Puppy puppy puppy. Puppy của chị đâu? Rồi ấn coi. Một cái búp bít hình tên lửa. Màu đỏ, màu cam, màu vàng. Xanh, xanh lá cây. Màu này là màu xanh lá cây. Màu này là màu xanh nước biển. Màu này là màu tím. Tu 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 bít cỏ. Đó bắt đầu. 2, 3, vô. Hết trời. Bấm gì? Bấm gì đi? Thôi về thôi Kinh ơi. Đừng đi được con nắng á.
sổ mũi chết, tối đến là sổ mũi. Chưa? Vội để coi tivi á. Tao phải làm chứ, tao phải xong để cho mày coi tivi á. Ê, về, nắng không đi nữa. Đúng. Mũ lại chơi rồi, vứt mũ vào rồi. Hả? À? Hả? Để đâu? Nắng là thế mà không đội mũ về mà đội đầu không á. Chết rồi. Về, chiều mát rồi đi. Về học bài. Chiều mát rồi, rồi đi chơi. Đây. Chị vẫn một đó. Hết chưa? Rồi. Thế. Để xuống chơi. Chơi cái đoạn nào? Chơi đoạn, đoạn này, con chơi đoạn này. Chơi dưới đây. Chơi dưới đây. Đi xí đó. Con màu đỏ, màu vàng, màu cam à? Mẹ màu xanh. Tôi có màu xanh. Ai thắng? Mẹ đắng với con đắng. Hai mẹ con thắng luôn. Chuối ôi chết rồi, ai bố mới đập đó. Bye bye, tạm biệt nha.